Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bim Bắp Bắp và phim Ma Bắp Kể với tập tiếp theo của Tang Lễ và Lễ Tang. Ở tập trước cái ông Lân xương ông rời khỏi làng, ông trà uh, chà đùa nhơ một mớ rồi, ông đi khỏi làng rồi ông quay trở lại ông giả chết. Sau khi cha của ông qua đời để hồng lấy lại hết tất cả tài sản, ai ngờ đâu ông nằm ở kẹo dưới, kẹo dưới là cái kẹo thua rồi. Tức là bên kia là người ta sẽ lo hậu sự còn mình là mình giả chết mà giả chết thì thành ra chết thiệt. Khi mà ông chết thiệt đâu ai biết sự tình đâu mà giúp ông, ngoại trừ người bạn thân nhất của ông đó là Chu Hoành Lợi. Sau khi giải chết, Chu Hoành Lợi cố sức giúp mình quay lại kêu mày đừng giúp tao nữa, mà giúp tao tao mệt quá thôi mình nghỉ chơi đi. Thì bây giờ ông chết thì các bạn ông vẫn quay trở lại ông kiếm Chu Huỳnh Lợi, Chu Huỳnh Lợi bởi vì bạn thân 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 lắm là thân luôn. Không ai giúp hết thì chỉ nghĩ ra anh Mập, chỉ có anh Mập mới có thể giúp cho Lân Sương mà thôi. Sau khi mà Lân Sương quay trở về tìm hai cái người kia để báo thù bất thành á thì anh ta liền đi tìm cái anh uh, Chu Huỳnh Lợi. Thì bữa đó anh Chu Huỳnh Lợi đang đi ngoài chợ, ông lân xương ông hiện hồn lên ở ngay chỗ một cái quầy bán đồ ăn khi anh mập đi ngang qua lân xương mới kêu mập mập ơi à, mày giúp tao đi anh chu huỳnh lợi anh quay qua anh thấy anh lân xương mà mọi người xung quanh thì không ai thấy hết có một mình anh mập thấy thôi ông lân xương ông mới nói là giờ mày đi theo mày giúp tao đi thì bây giờ anh chu huỳnh lợi anh kiểu ủa gì trời bữa tao mới giúp mày giờ mày kêu tao không cần tao không ngừng giúp bây giờ mày hiện ra mày đòi tao giúp là sao trong khi lân xương thì cứ nói là tao chết oan bây giờ mày tìm cái đứa giết tao á mày báo oán cho tao đi mày trả thù cho tao đi thì bây giờ anh chu huỳnh lợi kiểu ủa tao là trò đùa của mày hay gì bữa tao đòi giúp mày thì mày kêu đừng giúp rồi bây giờ thì lại như vậy trong lúc mà hai người nói chuyện qua nói chuyện lại á quyên một cái chợ quay qua nhìn, nhìn cái ông chu huỳnh lợi á các bạn kêu Ủa thằng này nó bị gì á Rồi sau đó mọi người tản đi hết Giải tán quy một cái chợ luôn các bạn Bị ngày xưa trong làng cũng sợ ma lắm Thấy vậy là biết cái ông này chắc bị ma nhập hay là bị khùng rồi Tản đi hết Khi mà mọi người tản đi hết rồi á Ông Chu Quỳnh Lợi nói qua nó lại một hồi Ông cũng bỏ đi Ông Lân Sương á Cái hồn, hồn ma của ông hiện lên và bay theo Chu Quỳnh Lợi à, Nói với anh Chu á là À, bây giờ tao kể cho mày nghe sự tình là như thế này và kể hết tất cả mọi sự tình là từ lúc ra những cái âm mưu của họ như thế nào và quay trở về giả chết ra làm sao là kể hết tất tần tật tú tuần tuột cho anh chu nghe Thì sau khi anh chu nghe xong rồi anh chu giận anh chu nói là tao không ngờ là mày làm cái việc thất đức như vậy luôn á cái việc lừa đảo bà con làng xóm cái việc giả chết như vậy mà mày cũng dám làm mày làm cái đó là mày làm sai rồi cho nên tao sẽ không giúp mày đâu anh lân xương anh nói thì tao biết là tao làm sai nhưng mà cái việc mà tao làm sai với cái việc mà tao chết oan và tao cần phải báo oán nó đâu có liên quan gì với nhau đâu mày là bạn tao mày phải giúp cho tao trong khi anh chu ảnh tức các bạn ảnh dẫn cái vụ kia là bắp nghĩ là một phần là hai hai người chơi với nhau rất 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 là thân tới độ mà các bạn thấy ở tập trước á anh chu ảnh ra sức ảnh giúp cho ông lân xương như vậy ảnh giúp hết mình luôn thì chứng tỏ là ảnh rất là trân trọng cái tình bạn giữa họ mà ông Lân Sương lại giấu bạn mình bày ra những cái mưu kế như vậy. Thành ra một phần là do anh Lân Sương ảnh làm sai. Phần thứ nhì là bắp nghĩ là do à, chu nghĩ là bạn bè thân như vậy mà nó nghĩ nghĩ sao mà nó dám giấu mình làm những cái chuyện này mà không cho mình biết. Cái dòng mà bạn thân với nhau mà tự nhiên nó giấu mình gì đó nó rất là quan trọng và nó không cho mình biết thì mình cũng giận. Đó bắp nghĩ là cả hai cái giận như vậy khiến cho anh chu ảnh không muốn giúp Lân Sương nữa. Thì cũng là giận giận làm giá một xí thôi chứ bạn bè thân thiết sao mà không giúp được tuy nhiên anh lân sư thì anh sợ là anh chu anh không giúp thiệt thành ra cứ đi theo năng nỉ anh chu thì anh cứ mình là mình là mày lắm tao không giúp mày đâu mày đi chỗ khác chơi đi mày đi đồ thai đi tao không giúp mày đâu mày đi xuống im dương mày gặp im dương đi trong lúc mà anh chu anh đi về thì có một cái chị kia chỉ đi ngược đường ông lân xương ông mới nói chứ bây giờ mày không giúp tao 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 sẽ phá mày tao phá mày cho khi khi nào mà mày giúp tao thì thôi lân xương mới dựa vào trong người của chú không phải nhập nha các bạn kiểu như là dựa thôi là điều khiển tay chân khiến cho người khác làm những cái điều mà họ không muốn làm thôi chứ không phải là nhập hẳn không phải là thao túng cả tâm trí thì khi mà anh chu bị dựa anh chu lấy cái tay uh, kiểu như là động vào những chỗ không nên động vào cái cô gái đi ngang quá cũng mới quay qua tát cho ông chu một cái cho là cái đồ dê sơm này anh chu anh không phải tôi không phải tôi không phải tôi không phải tôi làm đâu trong khi chỉ có một mình anh chu biết là bị lân xương phá bị lân xương chơi thôi còn cái cô gái kia đâu có thấy được hồn ma của lân xương thì khi mà cổ rời đi anh chu ảnh tức lắm anh kêu mày đừng có phá tao nữa bây giờ tao tao nói là tao không giúp mày đâu mày có phá tao cỡ nào tao cũng không giúp mày đâu ông mới đi ra chợ ông đi ra chợ ông lân xương ông đi theo ông phá tiếp các bạn không để cho anh chu yên ông ông lầy mà ông nhây lắm ông đi theo ổng lại điều khiển tay chân của anh Chu là đập đồ ở cửa hàng này, phá đồ ở cửa hàng kia, phá qua phá lại một hồi bị Quyên chợ nhào vô dí đập luôn á các bạn, tới mức độ như vậy luôn á, khiến cho Quyên một cái khu chợ đó bị hỗn loạn. Anh Chu anh sợ ảnh anh la lên cứ không phải tôi, không phải tôi không phải tôi đâu rồi anh bỏ anh chạy. Khi mà anh bỏ anh chạy về ngay chỗ chỗ làm của ảnh thì ảnh ở chung với những người khác mà với mấy người em với lại chú Cao thì lúc đó là chú Cao đi đâu á có mấy người đệ tử anh em làm chung là họ ngủ hết trơn rồi bất nghĩ lúc đó là tầm khoảng chừng tám chín giờ tối là mọi người đi ngủ mất đất rồi anh mới đi vô trong nhà anh mở cửa ra thì anh lân xương anh vẫn đi theo và anh vẫn phá anh chu cho bằng được có hai người em ở trong đó anh cũng phá phá cho sợ tít toát cả mồ hôi luôn ảnh à, đứng ảnh gạt chân cho mấy cái người em kia té rồi ảnh lấy đồ ảnh treo lơ lửng bay lên không trung nhưng mà những cái món đồ mà ảnh cầm và nó bay lơ lửng giữa không trung là mình thấy ví dụ như là một cái hình giấy á các bạn nó cứ bay lơ lửng lơ lửng lơ lửng, lửng xong nó thả xuống rồi ha, mấy cái con ngựa bằng giấy nó bay lên xong rồi thả xuống ở trong nhà đó có một cái phòng để mà làm mấy cái hình nhân bằng giấy á một người một ma dí nhau đánh lộn ở trong đó tới nỗi một hồi ông chu cũng tức quá ông chạy vô trong cái phòng của chú cao ông mượn cái áo của pháp sư á cái áo màu vàng với cái nón với cái kiếm gỗ á cầm ra đánh tay đôi với lại ông lân xương luôn nhưng mà đánh đâu có lại làm sao mà người đánh lại ma được ông kia thì ông cứ bay lên bay xuống trong khi anh chu anh bị đánh cho vật vã luôn các bạn một hồi nữa chú cao đi về chú cao thấy ủa cái thằng này mày bị điên hay sao mày bận đồ của tao chú cao cũng không thấy ma nha nhưng mà chú cao vô tình thấy được lúc mà cái ghế bị quăng tới chỗ của hồn ma lân xương á thì cái ông lân xương ông chụp lại được thì thấy cái ghế nó bay lơ lửng sau đó thì lân xương mới vội vã thả xuống tại sợ chú cao thấy thì chú cao thấy chứ nhưng mà chú cao chú cao kiểu một lát nữa tao xử mày sau vậy tao vô trong kia không không có để manh động tới cái hồn ma kia chú chú cao biết là trong nhà có ma rồi Thế là chú cao đi vào bên trong lập đàn làm phép và khai mở con mắt âm dương liền sau khi đã khai mở con mắt âm dương á chú cao đi ra bên ngoài và thấy hồn ma của lân xương khi này chú Cao và cả anh Chu, hai người hợp sức lại vật đánh cho hồn ma của Lân xương không trượt phát nào luôn các bạn. Giành lại thế chiến thắng rồi. Sau khi mà đánh Lân xương quá trời đánh rồi, Lân xương mới la lên là tôi chỉ muốn trả thù thôi mà, tôi bị người ta hại chết mà, tôi nói thiệt mà sao không ai tin tôi gì hết vậy. Tôi bị người ta hại chết rồi mà, à, đừng có đánh tôi nữa, đừng có đánh tôi nữa. Tại vì chú Cao có phép thuật á, chú Cao dùng những cái cây, những cái đồ có phép để đánh được vào hồn ma đó, các bạn. Thì khi đó chú Cao nói là Ờ, chú Cao tin là lân xương bị người khác hại chết bởi vì cái bữa mà làm lễ hạo huyệt á à, chú cao đã đọc ngày tháng năm sinh ngày tháng năm mất rồi thì th ngày tháng năm sinh ở trong làng chú cao đâu có lạ gì thì chắc chắn là ngày tháng năm sinh nó sẽ không sai tại vì chú cao là người lớn tuổi ở trong làng mà tất cả trẻ con những người lớn đều đem tới giấy tờ hồ sơ ừ, giống như là giấy khai sinh vậy đó làm giấy khai sinh từ chỗ của chú cao á À, đều hỏi vận mệnh như thế nào thì chú cao biết chắc chắn là ngày sinh không sai chỉ có sai ngày chết thôi chứ nếu như mà đúng á, thì cái mái ngói đó nó đã tự vỡ rồi chắc chắn là sai phạm vào trong ngày chết rồi cho nên chú cao nói là à, không có đánh nữa chú cao tin là lân sương á là bị hại anh chu á thì giận bạn mình một chút thôi nhưng mà anh chu thì cuối cùng cũng đồng ý à, là sẽ giúp cho lân sương có thể đòi nợ giúp thì giúp nhưng mà chuyện đó là chuyện của lân sương chứ đâu có phải là chuyện của anh chu đâu anh chu mới hỏi lân sương là Bây giờ mày muốn tao giúp mày làm sao Lương xương mới nói chứ à, Bây giờ tao cho cho tao mượn bộ đồ đi Anh Chu anh hảo phóng lắm Các bạn nói, ok Trời cái gì Mượn bộ đồ dễ mà để tao cỡ đi cho mày mượn à, Chú Cao á chú mới nói là Nó nói mượn bộ đồ Không có nghĩa là nó mượn bộ đồ của mày Mà là nó mượn cái xác của mày đó Anh Chu nghe vậy sợ các bạn Nhưng lỡ rồi Phải cho bạn mượn thôi Chú Cao và anh Chu đã đồng ý giúp đỡ cho Lân xương Chú Cao sẽ làm lễ À, giúp cho chu hành lợi xuất hồn ra bên ngoài và sẽ cho lân xương mượn cái xác của chu hành lợi sau khi đã có xác rồi á, thì anh ta sẽ quay trở về kia bởi vì bản chất của lân xương là võ công rất là cao cường và thêm vào cái thân xác của chu quỳnh lợi là rất là đô con và rất là khỏe nữa ngày xưa giỏ công cao thôi nhưng mà người gầy và ốm bây giờ thì võ công vừa cao mà người vừa chắc vừa khỏe vừa to con đô con như vậy thì chắc chắn là sẽ đánh đầu thắng đó ở đằng đây thì chú cao đang làm lễ cho hai người hoán đổi thân xác thì ở đằng phía của nhà của cô hoa và cái ông tài á hai người lại bàn tính với nhau Bây giờ đã thành công giết lân xương rồi và hắn cũng không có tài nào quay trở về để báo thù được đâu. Và hai người bắt đầu nói là cho e cho uống thuốc để mà ép đứa con ra bên ngoài sớm hơn bởi vì lúc đó là thai chỉ mới có 8 tháng thôi các bạn. Đúng ra là 9 tháng 10 ngày mới đẻ, để bình thường đúng không? Nhưng mà bởi vì họ tham lam của cải, họ sợ là để càng lâu thì sẽ càng lòi ra nhiều chuyện. Mà ông trưởng làng ông nói là phải xin đứa bé ra khỏe mạnh á, thì ông mới giao cái số tiền đó. Bởi vì ông được ông Mã ủy thác từ trước và phải làm theo đúng lời của ông Mã giao phó hai người mới suy nghĩ chỉ có một cách duy nhất là sanh đứa bé đó ra càng sớm càng tốt thế là ông tài ông mới tìm ra một cái vị thuốc sắc cái thuốc đó lên và đưa cho hoa uống và hoa cũng nhiệt tình lắm nhau lắm nha các bạn bởi vì hoa là người muốn uống cái đó để đẩy cái thai ra sớm hơn để sanh con sớm hơn để có tiền sớm hơn à, hoa còn nói chứ cái này á, nó có tác dụng thì nên cho cái liều mạnh mạnh sinh ra càng sớm càng tốt để mình có có nhiều tiền bà hoa trong cái phim này bà vừa tham mà bà vừa ác nhưng mà bà thực sự rất là quyết đoán và cũng có phần rất là nhạy bén và thông minh nữa các bạn trong khi hai người đang bàn tính nói chuyện với nhau và cô hoa cô đã uống xong cái thuốc đó rồi thì ở bên phía của chú cao chu Hành lợi và lân xương cả ba người đã làm xong buổi lễ chu Hành lợi đã xuất hồn ra khỏi cái xác và đang đứng ở bên cạnh của chú cao Lân Sương nhập vào trong xác của Chu Huỳnh Lợi, trong thân xác của anh Chu á, Lân Sương mới đứng dậy và cảm ơn hai người, sau đó thì rời đi. Lân Sương muốn đi đến và báo thù càng nhanh càng tốt bởi vì á, cái thân xác này á phải quay trở về trước khi mặt trời mọc. Trong cái lúc làm lễ có một cái ngọn đèn dầu các bạn. Nếu như mà cái ngọn đèn dầu đó tắt trước khi mà hồn của Chu Huỳnh Lợi có thể quay trở về thân xác thì cậu ấy sẽ chết thiệt luôn. Chết luôn trời ơi cái này rất là nguy hiểm tới tính mạng luôn nhưng mà vì bạn chơi hết mình luôn các bạn chơi với bạn hết mình bạn chơi lại hết hồn thiệt chứ thì sau khi mà lưng xương đã có thân xác của chu huỳnh lợi rồi ảnh liền cáo từ mọi người sau đó là rời đi ổng quy một cái bức tường nha các bạn ổng đâm thẳng vô trong bức tường đó sau đó thì dội ngược trở ra ổng đứng dậy ổng kêu quên tưởng đâu còn là ma Ông phải đi ra cửa chính ổng đi trong khi trong khi ông chu huỳnh lợi cái hồn ma của ổng đứng á xót cho cái xác của mình luôn á quay về phần của lân sương đang trong thân xác của chu huỳnh lợi đi thẳng một mạch tới nhà của kẻ thù bước vào bên trong là hai cái thằng mà hôm bữa à, đi chung về là ông tài giết ổng đó ông lân sương nhào vô đánh túi bụi hai người kia chắc chắn là thua rồi về những cái màn võ thuật thì bóp không biết tả chỉ nói là đánh túi bụi thôi các bạn sau khi đánh nhau xong ông tài cũng bay ra bên ngoài vừa mới thấy chu huỳnh lợi anh tài kiểu ủa mày là đứa nào ông lân sương liền giới thiệu tao là lân sương là tao mượn thân xác của chu huỳnh lợi về tao, tao trả thù mày là ông tài ổng biết phép thuật mà các bạn ổng nhào lộn ba chục cái ra đằng xa ổng nhắm mắt lại ổng làm phép sau khi ổng mở mắt ra thì ổng thấy ông lương xương đang đứng trước mặt của ổng giơ nắm đấm lên đục vào trong mặt ổng ổng quay 360 trăm độ luôn các bạn ổng bay cho xa rồi ổng làm phép cho thấy ghê vừa mở mắt ra thấy ông lương xương đang trong thân xác của ông chu quỳnh lợi bự to chả bá đụng cái khiến cho ổng bay 180 trăm độ ba trăm độ chứ bay xa thiệt xa rồi hai bên cũng đánh nhau mà cái ông kia ông giỏi ông tài á ông cũng giỏi không kém ông lân xương là một chín một mười đó đánh nhau mà lâu lắm luôn trong khi ở bên kia chú cao và anh chu á sốt ruột nếu mà không về sớm trước khi trời sáng thì cũng chết mà về sau khi cái đèn dầu tắt thì cũng chết lúc này thì chú cao chú lại ngủ gục bị bị tuổi già sức yếu các bạn ông già lắm rồi ông cứ nằm ngủ gục mà cái đèn dầu á thì nó cứ chập chờn chập chờn chập chờn bây giờ anh chu chỉ còn có phần hồn thôi đi qua đi lại mới kêu chú cao chú cao chú cao có cái lửa kìa có có cái lửa của cái đèn dầu kìa nó sắp tắt rồi kìa cái ông mới lại uh, ông mới làm phép ông làm phép cho cái lửa nó cháy lên thì cái lửa nó lại yếu yếu dần rồi ông lại làm phép cho cái lửa nó cháy lên nữa trong khi ở đằng kia hai người đánh nhau quá trời đánh luôn thì cuối cùng á um, anh lân xương cũng chiếm được thế thượng phong và đánh thắng cái ông tài kia sau khi đánh thắng á ông tài bắt đầu ổng xuống thế rồi các bạn ông thua rồi ông ăn nhục ông nói chứ uh, ông xin ông xin là tha cho ông đi ông không muốn muốn làm này đâu cái này là dở ổng xuống không làm á cứ có chuyện gì xảy ra là đổi thừa là vợ suối các bạn ông lân xương ổng tới để ổng trả thù mà cho nên là đứa nào thì cũng đừng hòng thoát sau đó thì ông lân xương ra tay đánh cho ông kia chết luôn đánh cho ông tài chết luôn lúc mà ông tài và ông lân xương nói chuyện như vậy á bà vợ bà nghe bà, bà hoa đó bà nấp ở trong một cái góc thế là bà mới cởi cái quần trong cái quần lót tại vì cái quần lót của phụ nữ nó nó rất là âm động với các bạn mà rất là sợ theo như quan niệm của người xưa là như vậy đó cho nên người ta hay nói là mấy cái cây mít hay là mấy cái cây gì mà bị ma dọc ma quấy lấy cái quần đen của phụ nữ để lên trên đó là ma nó không dọc không quấy không phá nữa thì trong bộ phim này cái cái quần lót của phụ nữ nó phải nói là nó có thể trừ ma đó các bạn cho nên bà lấy cái quần lót ra bà thủ bà nứt một góc bà thủ sẵn thấy chồng chết cũng không mảy may thương xót không mảy may gì hết nha các bạn bà đứng một góc bà cầm cái quần lót sau khi mọi người đã chết hết rồi chỉ còn con mình bà hoa là chưa xử bà thôi nói là xử thôi chứ chắc gì ổng đã ra tay với phụ nữ nhưng mà vẫn phải tìm để nói cho ra lẽ thì khi này ông lưng xương ổng mới đi đi tiền bà hoa thì đi ngang qua cái góc đó bị bà hoa ụp nguyên một cái quần vô trong đầu luôn khi mà bị ụp nguyên cái quần bị kiểu như bị đội quần lên trong đầu luôn á các bạn lúc mà bị đội quần vô trong đầu thì cái cái hồn của ổng bị bật ra khỏi cái xác liền nhưng mà trước đó ổng đã nhảy ra rồi bởi vì nếu như mà thực sự á, lúc mà cái quần ụp vào trong đầu của ổng mà cái cái hồn của ổng còn ở trong xác của ông chu á thì xu á là hồn phải nói là hồn hồn siêu phát tán là có thiệt chứ chẳng chơi á nhưng mà trước đó là ổng cảm thấy có điểm bất lành thành ra là ổng bay ổng thoát xác ra khỏi cơ thể của chu quỳnh lợi rồi thì lúc đó cái hồn của ổng bay ra Ổng cũng dí theo cái cô này để ổng bóp cổ Cố gắng bóp cổ thì cũng có bóp cổ được Nhưng mà cổ vẫn còn cầm cái quần Cổ lấy cái quần lên và cổ quơ qua quơ lại Ổng không có tiếp cận được cô này Và cũng không có đánh được cô này luôn Thế là ổng phải bay trở về Bay trở về nhà của chú Cao Trong khi cái xác của chú Quỳnh Lợi vẫn còn nằm ở đó Thì sau khi mà hồn ma của lưng xương bay đi rồi á cái cô này cổ mới nhìn xung quanh cổ lại suy nghĩ ở trong đầu và toan tính bây giờ chết hết rồi con mình cổ thôi nhưng mà ngày mai sáng sớm á, thì có thể là cổ sẽ xanh và có người đến đây thành ra cổ phải thủ tiêu tất cả những cái xác ở trong nhà này cổ gom hết trong nhà có bốn cái xác gồm có xác của chu huỳnh lợi nè cái xác của chồng cổ với cái xác của hai người đồng bọn của cổ đó là bốn cái xác đúng không cổ một mình cổ nha khiên từng cái xác một đào hố ở đằng sau vườn á đào một cái hố to sau đó là lắp lại thì một khoảng thời gian cũng lâu lắm các bạn trong khi lúc đó thì hồn ma của ông Lân Sương bay trở về nhà của chú Cao Khi mà hai người kia thấy cái hồn của Lân Sương bay về mà thấy cái xác đâu hết là hiểu rồi Và Ông ông Chu thì phải khỏi phải nói là ông sợ tới cái mức độ mà Cái hồn của ông mà muốn xanh cả mặt mày á các bạn Thế là anh Lân Sương ảnh mới nói là bị đánh bực ra như vậy Rồi cái xác thì còn nằm ở kia anh chu ảnh tức quá anh nói mày, mày chơi gì mà kỳ vậy rồi làm sao lại làm vậy tao chết thiệt làm sao anh lưng xương quay qua Thì tao xin lỗi mày chứ tao biết gì đâu Tao đâu biết phải làm sao đâu Chết rồi thì thôi tao với mày xuống dưới làm bạn Lời nói nghe nhẹ tựa lông hồng Đúng với cái câu là chơi với bạn hết mình Bạn chơi lại là hú hồn chim én thiệt Bây giờ phải tìm cách giải quyết là phải đưa chú cao về đó để làm phép và phải tìm ra cái xác đó để cho anh chu. Anh nhập vào trong xác càng sớm càng tốt chứ không là để khi mà trời sáng là xong. ná bây giờ thì cái ngọn đèn nó vẫn còn cháy nha. Mà chú cao thì có bây giờ là hai cái hùng mà. Một mình chú cao, mà ông rất là già rồi, ông đi không nổi các bạn. Mà cái đoạn đường từ nhà của Chu Huỳnh Lợi chạy tới cái từ đường của nhà của Lân Sương nó rất rất là xa. Nó xa lắm, thành ra có một cái cách có thể làm đó là hai hồn ma sẽ khiêng chú cao lên và bay đi. Thế là hai người khiêng chú cao bay lên trên nóc nhà, lượn xuống và đi có những người người ta đi làm về đêm và rồi người ta đứng ở dọc đường người ta tám với nhau nói chuyện với nhau á các bạn tự nhiên thấy chú cao bay lơ lửng tử trên xô bay dọc dọc cầm theo cái cây đèn cầm theo cái cây đèn dầu á bay một mình chú cao bay đi trời ơi họ thấy họ sợ quá họ chạy tán loạn luôn khi mà đã đưa chú cao tới được nhà của lân sương và đưa vào trong nhà họ không đưa bằng đường cửa đâu đưa bằng đường bức tường á các bạn bị đang chạy đang sung quá mà cứ bay bay bay, bay, bay. cái cửa thì không bay vô đâu mà bay thẳng vô trong cái bức tường ổng già rồi tội nghiệp ổng chứ trời chú cao kêu để tao già rồi tụi bay Tụi bay đừng, đừng có phá tao như vậy được không Cái hai người kia kêu À tụi con quên Tụi con tưởng đâu chú xuyên tường được Bị hồn ma xuyên tường được chứ người có xuyên tường được đâu Thế là chú Cao lờm cờm bò dậy Ngồi dậy bước vào bên trong Chú Cao và hai người kia đi vào bên trong Tìm xác của chu Quỳnh Lợi Thì chỉ thấy cô Hoa cổ đứng đó mà mặt mày tái nhợt Bụng bây giờ đau lắm rồi Bị việc uống cái thuốc để mà kích cho sinh ra Mà nhiều khi cái thuốc đó nó khiến cho cổ bị hư thai Hay là bị tổn hại tới sức khỏe hay gì đó cũng không biết chỉ biết là mặt cổ tái nhợt à khi mà thấy chú cao tới thì cổ không có thấy được hai hồn ma kia hai hồn ma kia cổ không đụng chạm gì tới cổ hết khi mà thấy chú cao tới cổ nói chứ chú tới đây làm gì à, không ai ở đây hết á chú tới đây kiếm ai cổ còn đuổi chú cao về đi thì lúc đó bụng của cổ đau quá cổ giật lùi ra đằng sau dịnh dịnh lên cái tấm màn rồi té ngửa lên trên cái ghế sau đó thì cổ té đằng sau lưng của cổ có cái ghế khiến cho cổ bực ngửa đập đầu xuống dưới đất ra đằng sau luôn mà bụng á thì cái chân á chảy máu ra luôn các bạn té xuống mặt tái mét xanh lè người rung cầm cập sau đó thì bị có lẽ là chết luôn á chứ cô không có sống nổi không cả mẹ và cả con không cứu nổi luôn riêng về chú cao và hai cái hồn ma kia thì bây giờ cổ đã như vậy rồi không có hỏi được là xác của chú quỳnh lợi ở đâu tại vì cổ là người đem đi chôn mà thế là ba người mới tuổi ra đi, đi, tìm cái xác khi đã tìm thấy cái xác được chôn ở đằng sau vườn họ mới đào cái xác lên thế là trong khi đào xác lên á cây đèn cày nó tắt nó tắt trước khi cái xác được lôi ra bên ngoài trước khi chú cao kịp làm lễ để cho chu quỳnh lợi nhập hồn vào trong cái xác của mình chết luôn các bạn thế là chu quỳnh lợi chết luôn giúp bạn mà thành ra là chết thiệt luôn mà bây giờ các bạn biết Lân xương nói làm sao không sự việc đã rồi thì đâu biết làm gì đâu thế là Lân xương mới nói thôi sắp sáng rồi tao đi nha tao xuống địa ngục trước tao đi xuống diêm dương trước rồi có gì tao gặp mày dưới nha rồi bye bye mày cảm ơn rồi sau đó ông bay tè tè đi trong khi ông chu quỳnh lợi ủa chuyện gì vừa xảy ra vậy ủa vậy là tao chết thiệt rồi hả còn không tin là mình đã chết luôn các bạn trong khi chu huỳnh lợi cứ nói là chú cao ơi chú cao giúp con đi chú cao giúp con đi con không muốn chết đâu con còn trẻ quá con không muốn chết đâu mà chú cao ổng già rồi ổng suy nghĩ cũng chậm hơn lúc trẻ và ổng hành động cũng chậm hơn thành ra trong lúc ổng suy nghĩ thì chu huỳnh lợi cứ chú ơi chú giúp con đi chú ơi chú giúp con đi khi mình nhìn lại thì không không thấy hình bóng đâu nữa bởi vì đã biến thành ma rồi trời sáng thì hùng ma tan biến thế là chú cao mới gọi mọi người tới để mà mang xác uh, của chu huỳnh lợi về để mà làm đám tang cái người mà đau buồn nhất luôn á chính là bé huyền tội các bạn Bé Huyền khóc quá trời rồi có hỏi chú Cao là Trước khi ảnh chết á, ảnh có nói gì không? Thì chú Cao nói là Ừ, nó kêu chú giúp cho nó Bé Huyền khóc quá trời các bạn Chú Cao suy nghĩ một hồi chú Cao mới nói là ừ, uhm, Thật ra là chú Cao cũng nghĩ ra có cách để mà giúp cho chú Quỳnh lợi Nhưng mà cái cách này á, thì cần một người hy sinh khi vừa nghe tới cần một người hy sinh đó là xung quanh anh em ở chung với chu quỳnh lợi cái chục người hết các bạn bắt đầu đứng dậy nhìn chú cao sau đó là lẻn 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 đi ra đằng xa chú cao mới nhìn chú cao kêu ủa tụi bay làm cái gì à đi đâu vậy tao nói là cần người hy sinh cũng không đến lượt tụi bay đâu tụi bay chưa đủ trình độ đâu để mà làm người hy sinh đâu ý tao nói cần người hy sinh ở đây đó là cần một người phải thân cận với chu quỳnh lợi hy sinh và người đó phải có một cái danh phận là vợ của chu quỳnh lợi Uh, bé huyền mới nói là như vậy thì con sẽ là vợ của anh ấy bây giờ thì làm đám cưới có kịp không con sẽ làm đám cưới và sẽ làm vợ anh ấy và sẽ hy sinh và chỉ cần anh ấy sống lại sống dậy là được chú cao thấy thương các bạn chú cao nói chứ mà cái này thì cũng không chắc là có thành công hay không nếu như mà thành công á thì nó có thể sống dậy nhưng nếu như mà không thành công á mà cái kiểu nhà là ngày xưa lấy chồng là phải theo chồng chồng chết rồi đâu có tái giá được đâu các bạn thì sẽ gian dở cả cuộc đời của bé Quỳnh luôn trong khi bé Quỳnh chưa có quen biết ai hết, à, còn trẻ và còn tuổi trẻ tươi đẹp như vậy á. Bé Quỳnh mới nói chứ, con không biết nguyên nhân vì sao mà ảnh luôn hắc hủi con, nhưng mà, mà con quyết định cả đời này chỉ lấy ảnh thôi, không lấy ảnh á, nếu mà ảnh lấy người khác thì con sẽ đi tu chứ con không lấy ai hết. Trời ơi cái gì mà bám mê, cái ông Chu không có cái gì mà bám mê thiệt chứ, chứ mê mà mê như điếu đổ như vậy đó. Chú cao ngang vậy cũng tội chú cao cũng biết là chu huỳnh lợi cũng thích bé quyền chỉ có điều là tự ti là bản thân không có gì hết lấy vợ về lấy cái gì mà nuôi vợ thật sự là cũng thương bé quyền nhưng mà sợ bé quyền khổ thôi thành ra chú cao đã quyết định là tác hợp cho hai người lúc đó là làm đám cưới mà là người lấy xác chết chú cao có một cái kế hoạch rất là dài luôn các bạn nhưng mà đầu tiên là phải cho bé quyền một cái danh phận với lại chu hành lợi phải có danh phận đàng hoàng phải là vợ hợp pháp luôn á về mặt âm dương luôn á khi mà làm lễ như vậy á, chú rể đã chết rồi. Hôm đó là vẫn bận đồ cưới màu đỏ, mọi người vẫn đến dự đám cưới nha, nhưng mà chú rể thì chết rồi đâu có làm lễ được đâu, thế là lấy một cái con gà trống để mà ra đứng làm lễ với lại bé Huyền. Sau khi đã hành lễ xong rồi á, chú Cao lại tiếp tục bày những cái bước tiếp theo. Sau 7 ngày, chú Cao nói là cơ thể của chú Huỳnh Lợi sau khi chết á vẫn còn một cái phần linh hồn ở trong đó thì sau 7 ngày cái phần linh hồn đó mới thực sự rời đi ngày thứ bảy đó dặn bé Huyền á không biết nãy giờ bác có nói lộn bé Huyền thành bé Huỳnh không xin lỗi các bạn nha thì vào ngày thứ bảy á dặn bé Huyền là phải lấy một cái cây đèn thắp sáng lên và để ở đằng sau lưng cái quan tài á phải để cái xác này rất là lâu luôn á các bạn, để mười mấy ngày không chôn để mà làm cái nghi thức này á. Chú cao dặn á là phải đặt cái cây đèn càng sáng càng tốt ở đằng sau cái quan tài. Khi mà cái phần hồn còn sót lại của cái thể xác đó nó bay ra bên ngoài á thì nó sẽ nhờ vào trong cái ánh sáng đó nó sẽ có thể biết được đường để quay trở về nữa để có thể quay về thăm gia đình một lần nữa. Và chú cao dặn là đặt một cái chén cơm. Cơm thật là đầy ở ngay chỗ cái quan tài luôn để có cái để ăn á cho cho đỡ đói, ăn để có sức mà quay trở về đó các bạn. Bé Huyền đã làm tất cả những gì mà chú cao dặn, nói là bé thôi nhưng mà lớn nha các bạn, cũng 19 20 tuổi rồi. Nãy giờ nghe bé bé tại vì thấy cổ dễ thương, thấy <laughs> thấy cổ dễ thương hiền hiền cho nên hay gọi là bé này bé kia thôi chứ thực ra cũng lớn chứ nãy giờ các nhiều khi các bạn tưởng nhỏ quá bày đặt lấy chồng lấy con gì. Thì bé Huyền cũng lớn rồi. Thì sau khi mà <laughs> tới ngày thứ bảy á, bé Huyền làm theo những lời chú cao dặn, thắp cây đèn để chén cơm sau đó là ngồi trực chờ ở bên quan tài của Chu Quỳnh Lợi á, vào lúc tầm khoảng chừng như giờ của mình là 3 giờ sáng, thấy có một cái vệt sáng màu xanh dương bay ra từ phần xác của Chu Quỳnh Lợi. Và cái xác của Chu Quỳnh Lợi cũng đã được làm một cái thủ thuật gì đó để giữ lâu nha, chứ không phải là để cái xác không thì chắc là nó thối rửa ghê lắm á, để mười mấy ngày là nó thối rửa đâu còn gì đâu. Chú Cao có cách để giữ cái thân xác của Chu Quỳnh Lợi lại để cho sau này á cái hồn có thể nhập về được. À, không biết là chú cao làm cái gì chỉ biết là trên thân xác của chú quỳnh lợi đang nằm trong quan tài đúng không ở ngay cái miệng á hả ra và dắt ngang cái phần miệng này nè là một cái con ếch, nguyên một cái con 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 ướt ác luôn nha các bạn là ít thiệt luôn á khi mà đóng cái vai này là cái chú vị diễn viên đó đó là phải ngậm nguyên một con ếch thiệt á nó dắt ngang miệng như nè trời ơi phải nói là hồi xưa là hy sinh vì nghệ thuật kinh khủng khiếp các bạn bắp nhìn thôi là thấy ớn là thấy sợ rồi vào tầm 3 giờ sáng thì có một cái ánh sáng màu xanh dương bay ra và bay à, xung quanh người của bé Huyền á, bay vòng 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 vậy nè. Bé Huyền mới thì thầm nói ở trong đêm tối có một mình bé Huyền ở đó với một cái quan tài và một cái xác chết nằm trong quan tài thôi. Bé Huyền mới thủ thủy nói là anh hãy quay trở về nha. Chu Quỳnh Lợi, em sẽ đợi anh quay trở về nha, Chu Quỳnh Lợi, quay trở về, quay trở về nhà, quay trở về nhà, quay trở về nhà. Và theo như lời của chú Cao chỉ dẫn sau đó, 7 ngày sau đó nữa, tức là sau khi chu Quỳnh Lợi chết đúng 14 ngày, hồn của chu Quỳnh Lợi sẽ quay trở về. Lúc đó, hồn sẽ quay trở về thăm nhà một lần cuối để đi đầu thai á. Nhưng mà không về một mình, sẽ có quan sai là những cái, như mình nói là đầu trong mặt ngựa, nhưng mà trong cái bộ phim này thì không phải đầu trâu mặt ngựa, chỉ biết là có những cái quan sai sẽ đi theo dẫn hồn, quay trở về thăm nhà và lại dẫn ngược đi xuống dưới địa phủ để mà đi đầu thai hoặc là chuyển kiếp. À, chú Cao dặn á, là ngày thứ 14 á, phải chuẩn bị một cái cây sào và một cây thang. Cái thang phải được đặt trong bếp, ở dưới là cái bếp lửa, còn ở trên là cái đường ống khói. À, phải chuẩn bị một cái cây sào sẵn. Chú Cao nói với bé Huyền á, xong 14 ngày hồn ma sẽ quay trở về cùng với quan sai âm phủ. Tuy nhiên, bé Huyền là người trần mắt thịt, không có nhìn thấy được những cái phần ma và không có thấy được quan sai âm phủ đâu. Và những cái hồn ma khi mà quay trở về sẽ thường biến thành những cái con côn trùng đi vào trong nhà. Nhiệm vụ của bé Huyền là phải phát hiện ra cái con côn trùng nào mang linh hồn của chồng mình và giữ nó lại. Bé Huyền mới nói chứ, mùa này côn trùng nhiều đâu biết con nào là chồng mình đâu. Thế là chú Cao nói là có một cách tại vì thường thường hồn ma quay trở về sẽ đi ở trên mái ngói đi xuống đi qua cái đường ống khói á các bạn cái thang để đó chủ ý là để cho hồn ma đi xuống từ cái thang đó à, chú cao bày á là rải vôi vôi trắng á, lên trên mái nhà thì cái con côn trùng nào mà từ ở trên nhà đi trên mái nhà nhà đi xuống á thì chắc chắn đó là hồn ma của chú Quỳnh lợi à, bé quyền phải là một cái bước cuối cùng khi mà nói tới cái bước này á thì chú cao cũng mắc cỡ các bạn chú cao nói là con con phải lấy cái quần lót của con Rồi con để cái con côn trùng vô trong cái quần lót đó Cất, và, cất lại không có để cho nó chui ra bên ngoài bởi vì đó là linh hồn của chu quỳnh lợi sau khi đã giấu linh hồn của chồng con vô trong đó rồi á những cái quỷ sai kia không thể nào tìm thấy được linh hồn của chồng con đâu khi mà không tìm thấy thì họ sẽ rời đi tức là phải giấu linh hồn của chu quỳnh lợi nhưng mà trước đó phải làm cái cách nào để đánh lạc hướng quỷ sai mới có thể giấu được đúng không chú cao bày luôn chú cao nói là những cái quỷ sai đó rất là thích ăn trứng và trứng gà luộc á các bạn và thích uống rượu ngọc dương vào đúng 14 ngày sau, theo như lời của chú ca đã chỉ dẫn, bé Huyền chuẩn bị rất là chu đáo, đồ ăn thức uống hoành tráng đặt ở trên bàn, trong đó có ba lọ rượu Ngọc Dương và ba quả trứng luộc. Ba cái quả trứng luộc á để vào trong cái rượu, bởi vì cái lọ rượu nó rất là to mà cái cổ của nó chút xí à các bạn. Khi mà bỏ cái trứng vào trong đó nó chui tọt vào trong đó, nhưng mà muốn lấy ra bên ngoài, muốn lấy một cái trứng đó ra bên ngoài thôi á thì phải là đổ hết rượu ra bên ngoài mới có thể trút nó ra được. Chứ còn không đổ rượu ra thì không lấy lấy trứng được sau khi đã chuẩn bị xong hết rồi thì bé Quyền mới đi tới chỗ cái quan tài và ngồi ra đợi. Bé Quyền thì không thấy gì hết, chỉ có để ý những cái chuyển động, những cái thay đổi xung quanh mà hành động mà thôi. Y như rằng các bạn, tới tối ngày hôm đó là bắt đầu có quỷ sai, quỷ sai ở dưới âm phủ dẫn linh hồn của Chu Quỳnh Lợi quay trở về. Khi mà quay trở về, ba cái người quỷ sai đi vào trong nhà, đi từ đường ống khói đi xuống cái thang đã được chuẩn bị sẵn á đi vào trong nhà và nhìn xung quanh thấy có người quá phụ đang ngồi ở bên quan tài của chồng rồi họ lại nhìn qua cái bàn kế bên thì biết là đồ ăn đó chuẩn bị cho họ họ còn nói chứ ừ, người nhà này cũng biết điều ghê ấy, cũng chuẩn bị cho chúng ta đầy đủ đồ ăn tại vì phải để cho họ cảm thấy dễ chịu họ mới không có ức hiếp hồn ma của chu quỳnh lợi chứ nếu mà đối đãi với họ không tốt á à, hoặc là làm cái gì mà trái ý họ thì họ sẽ ức hiếp hồn ma của gia đình của mình đó các bạn thế là ba cái người quan sai âm phủ này mới đi qua ngay chỗ cái bàn đó có chuẩn bị sẵn ba cái lọ rượu họ nhìn vô trong ba cái lọ rượu thấy trứng ở trỏng nhưng mà đâu có lấy ra được đâu cứ thọc cái tay vô rồi lấy cái trứng nó tuột xuống thọc cái tay cái trứng nó tuột xuống họ nói chứ trời ngon quá không ngờ là họ biết là mình thích rượu ngọc dương và trứng gà nhưng mà giờ sao lấy cái trứng gà này ra ăn được đây không lấy ra được một trong ba con quỷ quan sai đó mới nói là trời ơi mày ngu quá uống hết rượu là được rồi mà ba cái con quỷ này nhìn hình dạng rất là kỳ quá nha các bạn người nó thì có một khúc ngắn ngủn mà các bạn cái chân á cái chân dài chừng như đây à cái bụng thì rất là to và cái cái da không phải là da người nó giống nó sừng sùi giống như là da cây nhưng mà nó bóng lưỡng vậy đó vẫn có mắt mũi miệng mắt mũi miệng chút xíu và nó nó chụm lại một nhúm như vậy đó và họ bận một cái bộ đồ giống như là đồng phục ở dưới âm phủ của những người quan sai người ta bận á ba cái cái con quỷ này mới nói chuyện với nhau à, mới nói là trời cái trứng nó nằm trong đây làm sao mà lấy ra ăn đây thế là một trong ba con quỷ mới nói mày ngu quá uống hết rượu đi rồi trút cái trứng ra ăn cái con quỷ còn lại mới nói ừ hay ý hay ba con bưng cái rượu lên tu ừng ực uống hết trà rượu các bạn uống hết nguyên cái lọ rượu xong rồi tróc xuống lấy cái trứng ra ăn sẽ ok em ạ à. <laughs> sau khi ăn xong ba cái trứng á là ba ông say say bét nhè luôn lật ngửa lật ngang luôn cái ông cuối cùng á thì đang cầm chai rượu tu ừng ực như nè xỉu xỉn Rượu mạnh mà Khi mà ổng xỉu thì cái lọ rượu đang bay lơ lửng Nó rớt xuống một cái choang Cô vợ cô quay qua cô thấy Thế là bé Huyền biết Tới giờ rồi như vậy là kế hoạch của chú Cao đã thành công rồi Bây giờ chỉ còn cách là để ý xem Cái con côn trùng nào là chồng của mình Từ xa xa Có một cái con bọ cánh cứng Cái con bọ mà cái mình của nó thì màu cam Cái lưng của nó thì đớn màu đen đen á các bạn Đang từ từ bò tới phía của bé Huỳnh Bé Huyền mới nói là nếu như mày là chu huỳnh lợi nếu như mày là chồng tao thì mày bò vào trong tay tao đi thì cái con bò đó từ từ bò vào tay của bé quyền khi mà nó bò vào tay của bé quyền bé quyền lật ngửa ra ra thì thấy ở dưới cái phần tay chân của nó đó có cái, cái vịt vôi màu trắng thì đích thì là nó rồi thế là bé quyền mới lấy cái quần lót ra để nó vô rồi quấn nó lại đem đi cất vào trong một cái góc ở dưới bếp sau đó thì quay trở lại chỗ cũ ngồi quay về phần của ba cái tên quỷ sai kia khi mà ba cái con quỷ kia từ từ tỉnh dậy mơ mơ màng màng mới nói là tới giờ rồi trễ rồi mang hồn của chu quỳnh lợi quay trở về âm phủ thôi họ đi vòng vòng tìm thì không thấy hồn của chu quỳnh lợi ở đâu hết quay qua nhìn thấy bà vợ mới nói với nhau là vậy là bà âm mưu bà giấu linh hồn của chồng bà phải bắt bả trả linh hồn của chồng bà chứ không là tụi mình chết chắc xuống dưới là bị diêm vương trừng phạt các các bạn ba người họ mới hiện thân luôn lúc này là họ hiện thân cho bé quyền thấy luôn chứ còn hồi nãy là còn ẩn thân không thấy được khi mà bé quyền thấy ba cái con quỷ này nó hiện lên á sợ quá trời sợ la quá trời la ba con quỷ đó nhào tới cấu xé và đánh bé quyền kêu là mày phải trả trả cái hồn của chồng mày đây à, trả linh hồn của chồng mày đây để tụi tao mang về dưới diêm phủ bé quyền kêu là không đời nào không bao giờ tao không có tao không có trả đó là chồng của tao ba người hiện thân ra xong rồi đánh rồi bé quyền cũng lấy cái cây xào rồi lấy những cái vũ khí để mà chống trả lại các bạn chống trả rất là quyết liệt phải nói là tình yêu của bé huyền dành cho chu huỳnh lợi rất rất là lớn tới độ mà thân một người con gái mà bị ba con quỷ nó là quỷ chứ nó không phải là người đâu người đánh còn không chịu nổi nó chỉ là quỷ nó nó đánh qua đánh lại rồi nó nâng lên nó đập xuống nó nâng lên nó quăng qua cửa nhưng mà bé huyền vẫn cắn răng chịu đựng tới độ mà ba con quỷ nó nói trời ơi cái con này nó là cái gì mà nó lì quá vậy thôi thả nó thả nó xuống đi đi qua xé xét chồng nó cho dù nó có giấu được linh hồn nó cũng chả làm được gì đâu thế là bé huyền mới vội vã chạy lại ôm sát chồng mình lại lấy cái cây á đập đập cho ba cái hồn kia bay đi vần một hồi ba con quỷ nó mệt các bạn nó nói cái con này nó nhây quá thôi đi về đi ngày mai quay trở lại mai quay trở lại bắt hồn của nó sau thế là ba con quỷ đến nó bỏ đi nó vô đường nào thì nó sẽ đi đường đó nó sẽ dòng ngược ra chỗ cái thang rồi nó sẽ đi lên cái ống khói khi mà nó đi vào bên trong cái bếp và nó đi tới ngay chỗ mà hồi nãy có cái thang á thì bây giờ cái thang bị lấy bị giấu đi đâu mất tiêu rồi bé bé Huyền giấu đi rồi các bạn ba con quỷ mới nhìn nhau kêu ủa cái thang nãy đâu rồi sao mình đi lên cái ống khói thôi quay ngược trở ra khi ba con quỷ quay ngược trở ra thì bé huyền đã đốt củi lửa lên rồi mấy con quỷ đó bị nhốt lại và đã bị đốt ở trong đó luôn ở trên thì cái ống khói không ra được và xung quanh là lửa không à tụi nó không ra được bị nhốt lại rồi tụi nó mới la lên là trời ơi bà chu bà thả tôi đi tụi 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 tôi chỉ là tay sai cho âm phủ thôi chứ tụi tôi đâu có quyền quyết định gì đâu bà giết tụi tôi cũng vậy thôi à bé Huyền mới nói chứ Tôi không biết bây giờ các người phải làm sao để cho chồng tôi ở lại đi Chồng tôi đâu phải là người xấu đâu Chồng tôi rất là tốt bụng giúp cho người này giúp cho người kia Và bởi vì giúp cho bạn bè cho nên mới bị chết Mà anh ấy là con độc tôn chỉ có một mình ảnh thôi Anh không có người nói giỏi Để cho anh chết như vậy thì oan ức quá Bây giờ ba, ba vị phải làm sao đi chứ không là Bây giờ là tụi mình chết chung chết chùm Thế là ba cái con quỷ quan sai kia phải cùng với nhau đàm phán Suy nghĩ mới nói chứ Ok vậy thì tụi tôi sẽ cho cho linh hồn của chu quỳnh lợi ở lại à, cho tới khi nào mà cô sinh con được khi mà có đứa con rồi thì tụi tôi sẽ tới và bắt hồn anh ta đi sau khi đã thỏa thuận xong rồi bé quyền mới tắt lửa để cho ba cái con quỷ đó rời đi thiệt luôn các bạn quan sai mà gặp bé quyền tình yêu quá to lớn như vậy cũng chịu thua luôn thì khi đó bé quyền mới quay trở lại cái xác của chu quỳnh lợi lấy cái con ếch đang nằm dắt ngang miệng của chu quỳnh lợi á, lấy ra sau đó là thả cái con bọ mà hồi nãy có linh hồn của chu Huỳnh lợi ở trong đó thả vào bên trong miệng của anh ta thì một hồi anh ta tỉnh dậy khi mà ánh sáng mặt trời lên và rọi vào trong mặt của chu quỳnh lợi ấy, có dương khí ấy, thì anh ta tỉnh dậy à, bé huyền đã kể lại tất cả mọi chuyện cho chu quỳnh lợi nghe và nói rằng những cái người quan sai đó đã tha cho anh rồi nhưng họ nói là sau khi mà chúng ta có đứa con đầu lòng á thì họ sẽ quay trở lại để bắt hồn anh đi chu quỳnh lợi cũng biết là bé huyền rất là thương mình và ban đầu đã chấp nhận lấy một cái xác chết luôn để kết hôn với xác chết chu quỳnh lợi mới nói với bé huyền là cái thời gian mà anh còn sống bao lâu không quan trọng quan trọng là trong khoảng thời gian mà anh sống anh sẽ luôn yêu thương em và chúng ta sẽ hạnh phúc với nhau trong suốt một khoảng thời gian đó và trân trọng những cái khoảng thời gian ở bên nhau và đó là hết phim đó các bạn thường thường mấy cái phim nếu như hồi xưa nó kết hơi bị vội ấy nó kết thì mình hơi ngỡ ngàng á nhưng mà như vậy là cũng là kết happy ending rồi và như các bạn đã nghe qua hai tập phim đúng là cái kiểu chơi với bạn thì quá là hết mình đi có ai mà bạn tốt như chú quỳnh lợi chơi tới độ mà mất mạng luôn lên bờ xuống ruộng nhưng mà cái người khổ là ai chơi hết mình vì bạn nhưng cuối cùng người khổ là ai người khổ là người vợ chứ ai thật sự là cũng có ẩn ý chứ đúng không à, có những người á là đi ra chơi với anh em nhậu với anh em hết mình à, về tới nhà người vợ hết hồn luôn tối về nhà ói nhà các bạn ói lên bờ xuống ruộng ói từ trên giường ói lăn xuống dưới sàn nhà hoặc là ra sofa nằm ói ói ra đó tanh tử ai dọn vợ ờ dọn chứ ai dọn bởi vậy mới nói là trong phim nó cũng có những cái ẩn ý với cuộc sống ở ngoài đời thiệt lắm đây là một bộ phim hài khi mà nghe cái tựa đề bóc không hiểu gì hết tang lễ lễ tan là sao à thì ra là tất cả đều xuất phát từ một tang lễ giả và thành tang lễ thiệt và nối tiếp theo đó là những tang lễ khác hay nói chính xác là tang lễ của chu quỳnh lợi còn về bé huyền thì bác chả hiểu sao cứ bé huyền hồi nó thành bé quỳnh bé quỳnh hồi nó thành bé huyền nếu mà có phần nào đó lộn thì bác sẽ đính chính ở dưới cái dòng chữ nha các bạn cái tật gọi tên lộn á gọi tên sai không bao giờ bỏ được á các bạn cái đầu nó nhảy chữ không kịp cái cái miệng nói trước rồi cái đầu nó mới nhảy chữ sao quay trở lại về nội dung của bộ phim này thì phải nói là diễn viên ngày xưa diễn quá đỉnh luôn mà nể nhất nể nhất là cái đoạn mà uh, bé Huyền lấy cái con ếch đang dắt ngang miệng của Chu Quỳnh Lợi mà lúc đó là bác Hùng Kim bảo bác đóng á đó, nằm đó hả miệng lấy lấy ra nha sau đó là lấy cái con bọ bỏ vào trong miệng của bác rồi bác nhắm ngậm miệng lại luôn á tức là thấy con bọ lúc mà bị bỏ vào trong miệng nó vẫn còn đang nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích luôn là là cái con bỏ ra là bỏ thiệt á các bạn Bỏ vào trong miệng ngậm lại luôn Trời ơi thấy lúc đó là thấy cũng sợ Ớn ớn đúng là diễn viên quá là hy sinh Vì nghệ thuật luôn á Rồi những cái phim uh, diễn viên mà bây giờ mình coi Phim uh tiên hiệp phim kiếm hiệp á bay lên lượng rồi múa rồi phải nói là đóng cái đó chắc mệt chết luôn á bởi vậy mới nói là diễn viên hào quang rất là nhiều nhưng mà đằng sau đó những cái sự hy sinh của họ cũng cũng rất là lớn luôn á và trong bộ phim này có bác lâm chánh anh và bác hồng kim bảo là hai người bằng tuổi nhau nhưng có một cái điều khá thú vị là hai người lại đóng ở hai cái vai rất là xa nhau một người là thanh niên trẻ khỏe và một người là một cái cụ già mà làm phép không làm nổi phải có người khiêng thì khi mà bác Lâm Chánh Anh đóng với cái vai người già Phải dùng rất là nhiều kỹ xảo để mà make up Để cho da nó nhăn nheo đi à, Và sau đó là đóng cũng rất là tròn vai Với một cái vai của người già như vậy Về nội dung và tuyến truyện cho một cái bộ phim Khoảng chừng một tiếng rưỡi quá nhiều nội dung luôn, có rất là nhiều tình tiết liên kết với nhau và nó khiến cho chúng ta cuốn vào trong cái mạch truyện rất là thú vị này. À, bình thường là phim ma thì sẽ là chủ yếu là những tình tiết ma mị, là sao xuất hiện con ma rồi con ma nó nhảy ra nó hung minh như thế nào. Thì cái bộ phim này lại là phim hài mà các bạn phim ma mà coi cười chết đi được. Những cái đoạn mà hùng ma xong rồi được nhập vào trong xác người rồi cứ tưởng mình còn là ma cửa thì không đi cứ tông cứ tông tường mà đi thôi tưởng đâu là mình còn xuyên tường được ai về đâu là đập đầu vô trong tường té lăn cù mèo thì những cái tình tiết có nhiều tình tiết nó gây cười rất là nhiều cái tình tiết mà anh lân xương ảnh giả chết đó là cái tình tiết gây hại cực độ luôn á khi mà một người bạn đang cố gắng giúp mình nhưng cuối cùng lại thành ra là vô tình hại mình và trong cái lúc mà ảnh giả chết như vậy có rất là nhiều cái yếu tố hài để khai thác. Thêm vào đó nó lại là một cái mắt nối cho một cái tình tiết truyện gây cứng hơn nữa. À, đó là một cái kịch bản để Hồng chiếm đoạt tài sản của cha ông để lại. Và sau đó ghi ra cái hệ lụy là khiến cho anh ta chết bởi vì cái kịch bản, bởi vì cái sự giả chết đó. Và phải nói là cái bộ phim này á, cái tuyến nhân vật, cái tuyến truyện nó quá xuất sắc luôn á. Và những cái phim ngày xưa bắp ngồi bắp coi mà, mà bắp cứ kiểu trầm trồ các bạn bắp nói chứ Trời ơi sao hay vậy những cái đoạn mà con ma nó ẩm cái này Nó ẩm người lên nó ẩm người xuống Thì chỉ thấy người đi lơ lửng lơ lửng thôi Thì bây giờ mấy cái đó quá quen rồi Mình đâu có thấy cái gì nó lạ đâu đúng không Nhưng đặt trường hợp vào năm 1982 Cái thời mà trời ơi Cái tivi mà còn là tivi trắng đen hay sao á các bạn Tới cái thời đó đó Mà đã có thể ra được cái kỹ xảo như vậy rồi Thì đúng là quá xuất sắc bởi vậy phim hồng kông ngày xưa mãi đỉnh nha các bạn và đó là hết tập truyện kể tang lễ và lễ tang nếu như mà trong lúc kể chuyện bắp có vô tình gọi sai tên thì bắp sẽ đính chính và mong các bạn thông cảm cho bắp nha nói chung là bắp não cá vàng lắm các bạn kể cuốn quá cái không nhớ gì hết trơn và bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ tất cả các video của bắp nữa nha à quên bắp quên thông báo đăng lý là phải thông báo từ ngày hôm qua cơ đó là từ hôm nay trở đi á tất cả những cái lịch phim ma bắp kể bắp sẽ đăng vào 8 giờ tối thứ tư và thứ năm hàng tuần nha các bạn tại vì bình thường là đăng vào 10 giờ sáng nó lại trùng với cái lịch đăng truyện uh, ma bắp đọc Bắp muốn thay đổi để nhiều khi bắp có kể thêm phim hoặc là bắp có kể thêm một cái số vấn đề nào khác thì bắp sẽ đăng vào 8 giờ tối để cho nó không có trùng giờ với lại chuyện ma bắp đọc nha. Và buổi tối thì các bạn nghe xong rồi các bạn đi ngủ để mà thư giãn thoải mái, đầu óc minh mẫn đi ngủ. Không biết nói gì mà đầu óc minh mẫn đi ngủ. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.